nhưng mà ngày nào mình cũng ăn được mì cay đấy. Ăn xong sẽ lăn đùng rồi chết đó. À, giật cả mình, em đứng ở đấy từ bao giờ đấy hả? Mỗi ngày tôi ăn mì cay thì bụng sẽ phát là rửa rồi chết đó. Không đâu, ngày nào chị cũng ăn mì cay này được á. Các bạn fan Noki ơi, ngày nào mà ai cũng ăn được mì cay như này thì hãy bấm like nhé. Thích quá, thích quá, thích quá, thích quá đi. À, em không ăn được, nó cực cay luôn đấy. Khe khe khe. Xong rồi à, tự nhiên á, rồi anh ta trốn đi luôn đấy. Rất là buồn cả. Lắng nghe các bạn ơi, bữa trưa hôm nay của chúng mình là món mì cay đấy. Mì cay á? Oh no. Ồ gì, thích quá. Lại được ăn món mì cay, đúng món mình thích nữa chứ. Yeah, ồ thích quá. Tôi cũng thích ăn mì cay đấy. Nhưng mà, hello ơi, cậu có ăn được không? Ồ, tớ ăn được. Thật ta? Tớ ăn được món cay hơi bị siêu. Hay quá, hôm nay chúng mình sẽ được ăn món mì cay. Ồ, mì cay này. Lại còn là mì cay cấp độ cao nhất nữa chứ. Có cả bánh kẹp xúc xích nữa này. Mình cực kỳ thích bữa trưa hôm nay. Còn mình thì chỉ thích mỗi xúc xích này thôi. Vậy thì bây giờ để mình ăn thử món mì cay và bánh mì xúc xích này như thế nào nhé. Mình sẽ quấn mì lên đây để ăn nhé. I'm gonna try it. Oh, you can do it. You can do it. Mì cay ngon, nấu nó lên, chỉ cần 7 giây là ăn xong luôn. Cứ tưởng là lửa sẽ tuôn ra luôn. Okay, I can finish it. Oh no, I can. Nhìn thấy là kìa, buồn cười quá. Mà đúng không? Tôi cảm giác như lưỡi của tôi sắp mất rồi. Vẫn còn ở đấy đấy. Chắc là cái miệng tôi sẽ há hốc ra cho đến khi về nhà. Thế là không kìa, thế là không kìa. Buồn cười quá. Buồn cười quá. Ăn mì cay là phải ăn với xúc xích. Ừ, để mình ăn thử nhé. Ngon tuyệt đỉnh luôn. Với lại khi mà cay đấy thì các bạn ăn cùng với kẹo dẻo đấy nhá. Ăn mì cay xong rồi ăn với kẹo dẻo á. Ừ, vị cực kỳ ngon luôn ấy. Để mình bóc kẹo nhé. Mình sẽ thử nhé. Ôi vị của nó thơm lắm ý. Dẻo ơi là dẻo này. Bây giờ mình sẽ cho mì lên kẹo để mình ăn thử nhé. Cực kỳ ngon là cực kỳ ngon. Wow, bữa trưa hôm nay thật là ngon. Mình muốn khóc quá. Wow, xong rồi lại mình thấy mệt thế nhỏ. Đi kia cậu mệt lắm mà. Lưng cậu kia. Lưng tớ á? Có cái gì cơ? À, cái này là cái gì? À, đã làm nấp trưởng á, thật là. Này, bữa trưa hôm nay nghe nói là ngon lắm đấy. Yeah. Thật á, bữa trưa hôm nay là gì thế? Bữa trưa hôm nay ý à? Đó chính là củ sen và cà tím xào. Với lại cả bánh gạo nữa. Ê, cậu đã nghe rất rõ là bữa trưa hôm nay cực kỳ ngon mà. Đều không phải, mà là mì cay. Mì cay á? Ồ, phở cuốn mì á? Bữa trưa hôm nay lại là mì cay. Hai ngày liên tục bọn mình ăn như thế rồi đấy. Thế mới nói, nhưng mà tớ vẫn thích. Hôm nay chắc tớ phải ăn bánh mì thôi. Đúng
thôi, hôm nay cậu cứ liên tục đi nhà vệ sinh còn gì. Cho nên là tôi đi mua bánh đây. Thế là cố lên nhé, cậu đi đi. Ui, nếu mà ăn đồ cay quá thì sẽ bị như thế đấy, các bạn cần phải cẩn thận đấy nhá. Vừa ăn cay vừa uống sữa chua thì không cay nữa. Thật sự là nhìn nó cực ngon đấy, để mình ăn thử một miếng nhá. Nhìn nó mềm chưa này, xinh quá, nhìn nó giống cây gối á. Nghe tiếng Anh thích quá, ăn thử một miếng nó cực kỳ ngon với lại không hề cay. Suốt ngày cậu ăn cay quen rồi nên là không cảm nhận được cay đâu. Ồ, hình như là thế, để mình ăn thử thêm một miếng nữa nhá. Nhìn ngon ghê. Đang ăn mà thấy cay quá thì hãy ăn với kẹo dẻo Kitty này nhé. Kẹo dẻo Kitty. Ở trong đây là có cả sô-cô-la đấy. Đấy nha, để mình bóc nó ra xem. Sờ vào cảm giác cực kỳ thích luôn ấy. Wow, kẹo dẻo Hello Kitty này. Sao mà nó đáng yêu dễ không biết. Wow. Cực kỳ đáng yêu luôn ấy. Nhìn nó giống cái gì ấy nhở. Ồ, để mình ăn thử nó xem nhá. Mình cũng sẽ ăn thử nhé. Bên trong có sô-cô-la. Dẻo dẻo. Cho nó vào miệng một cái là nó tan chảy ra luôn. Tại vì trong miệng cay sẵn rồi. Các bạn đi nhá, các bạn nhìn nhá. Thấy chưa? Chua gì mà nó đã tan hết ra rồi. Nhưng mà Na lớp trưởng cũng không ăn được cay. Bạn ấy đâu rồi? Na lớp trưởng ở đằng kia kìa. Nhìn bạn ý kia có vẻ rất rất là cay đấy. Nhát lắm, nhưng mà luôn tỏ ra anh hùng. Cực kỳ nhát cái luôn đấy. Này này, mình phải chụp lại cảnh này mới được. À, đau bụng quá. À. Đừng có mà làm thế. Gì đây? Ngỗ tàu á? Tới ngỗ tàu á? Mì cực kỳ cay mà còn tỏ ra là anh hùng. Ăn hết bát mì cay ấy thì chẳng ngố. Hay, tớ là tớ ăn được hết đó. Cái bụng của tôi. Thôi tớ phải đi vệ sinh vậy. Hình như cậu ấy bị tiêu chảy hay sao ấy. Này, sao cậu không ăn bánh như thế la đi? Ôi rồi chuyện lớn rồi. Nhưng mà hai ngày liền bọn mình đều ăn mì cay rồi còn gì. Lẽ nào hôm nay lại... lại chẳng có nhẽ. Không đâu, hôm nay sẽ không ăn món mì cay đâu. Này này này, các cậu ơi, nghe nói bữa trưa hôm nay lại làm mì cay đây. Cái gì cơ? Oh no.